Rồi giờ mắc xếp mắc đồ như các bạn ơi. Rồi coi kìa. Belarus 825, con đỏ chét luôn cú ha. Rồi. Con đỏ chét cú. Con Belarus chạy 8002. Móc xếp mắc đồ như các bạn ơi. Lúng lầy quá rồi. Rồi các bạn thấy không? Lúng lầy quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị ra nè. Chuẩn bị kéo ra. Chuẩn bị kéo ra, ôi ôi. Kéo ra, kéo ra. Lên, 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 giờ thu dây xích lại hai cái gì nè các bạn. Rồi thấy vậy mà nó ve làm miếng nữa. Dây xích dài quá nó không có thế các bạn. Xích dài quá không có thế, giờ phải thu lại. Thu lại ha. Trời cú này luôn nè, lên lên. Gãy gãy gãy. Đó, lên lên, má ơi, xây bánh không vậy? Xây bánh không à? Xây bánh rồi các bạn ơi. Không im mà. Các bạn đi không im mà. Đi không mềm mà các bạn ơi. Tháo xích ra. Tìm thấy khác ha. Đang tìm thấy khác rồi. Không im rồi, không im rồi. Không im các bạn ơi. Bây giờ nâng mượt lên lại nè. Không biết có xuống củ mì hay không ha. Không bìm các bạn ơi. Rồi giờ con này nó đi qua bển nó chắc thêm mì. Đi nó chở mì luôn á. Rồi ơi, Belarus 825 đỏ chét luôn nha. Nó mới gặp lần đầu luôn. Giờ anh đi chắc thêm mì của nó nè. Xe này chắc cũng 200 mấy triệu á các bạn. Má nó nghiêng qua bên kia rồi. Má ơi giải cứu mấy cài dính lầy nữa các bạn. MTZ 80 ha. Đó, giải cứu. Má ơi sao vậy ta. Đó, xe nó nghiêng qua bên kia rồi. Giờ là miếng hả. Rồi kỳ vậy ta. Thì nó bị cái gì nữa rồi, các bạn ơi. Nó cảnh giải cứu mấy cài mắc lầy. Cái tình hình ha. Rồi bánh xe xuống bên một bên kia hả? Xuống bên một bên kia hả? Gì nè các bạn? Rồi coi kìa. Cảnh dính lầy cái trận này ha. Rồi ơi, khó dữ. Cảnh máy cày chứ tình hình. Nó mới qua được cái lỗ các bạn. Nhưng mà tới đây sao mà nó bị nguyên chuyện vậy rồi nè. Rồi giờ cũng bị bên kia rồi. Giờ không biết sao cứu ha. Dính đầu bển các bạn ơi. Để lên nhà cho các bạn xem cái máy này ha. Đây là con MTZ 80. MTZ 80 nè. Đó, bạn thấy không? Để cứu Belarus 8002. Để nha, điều anh kia coi thử nó lúng lại cỡ nào. Mấy anh em lắc đầu không à. Thua thì với cái đất này. Thua thì cái đất này các bạn ơi.
những bạn xem là xinh xắn, nó cày mắt lại xuất nên ha. Này là J8002, ủa mà MTZ80, máy móc còn khô ráo các bạn, máy móc còn khô ráo ha. Đó. Còn đây, ôi gà ơi, nó sập kìa má ơi, nó sập phơi luôn rồi, nó làm cho nó nhổng cái bánh nó lên rồi. Nhưng mà cái bánh nó lên ha. Oh man, hay quá. Lóc hay lóc đồ vô các bạn ơi. Nãy nó bị lúng cái bánh, bánh của cái đầu xe xuống, bánh cái á, bánh sau các bạn. Đó, giờ đào này nọ, đào này nọ lên ha, đào này nọ lên, nó móc dây xích dùng thế lôi lên. Đặt này dữ quá, lôi thêm cây nữa các bạn, lên thêm cây ha, lót tiếp, lót tiếp, lót tiếp, rồi cầm dây xích phải dùng cái thế khác thôi, dây xích dùng cái thế khác các bạn ơi. Thiệt tình chứ, hờ rồi nó dính kìa. Đúng rồi các bạn coi á, nó cày nhũ mì xuống tên ninh ha. Bán quà được cái đó tại đây, nhưng tự nhiên nó sập cái bánh sau ha. Đó, nãy nó chạy lên một chút cái nó sập cái bánh, bánh sau của cái đầu các bạn. Giúp hồi nó lên được mất à. Giờ lấy thêm cái mì, cái đồ nhét vô nè. Anh lấy thêm cái mì ha, mình nhét vô cái bánh, quăng xuống cái bánh hết. Nhét xuống, nhét xuống, nhét xuống cái bánh, bánh sao các bạn, bánh cái ha, nhét xuống bánh cái rồi ôm lại luôn. Giờ phải bươi ra, bươi cát đất ra rồi nhét cây mì xuống. Nhét im rồi các bạn ơi, vất vả ha. Nên lật cái đầu ra, đầu ra bỏ xuống cho nó có cái thế các bạn. Rồi ợp vô anh ơi, mấy lồn nó mốt rồi nó dính đầy đụng đỉ mà nó khác ba đít tao đéo được nữa. Không có anh em con cặc gì rồi bỏ tàu bao bất khí đó. Rồi nhét xuống, sao đụng đỉ mẹ mày lồn bì tao nghĩ căng không sao. Đó, xuống rồi, mày ngầu luôn đi chứ ngầu cột ngay đàng hoàng luôn đi. Nhét xuống, nhét xuống, chọt cây xuống, nhét vô cái lỗ các bạn. Nhét vô cái bánh đó, cho nó có cái thế nó bám lên ha. Dắt thêm nữa nè. Dắt thêm vô. Đây, máy cày xúc tinh ninh. Con này chắc chừng 100 triệu đổ lợi các bạn. Mà tới giá 80. Mà nó nhìn cổ quá ha. Con này chắc tái chế nhiều lần lắm nè. Nhưng mà cái màu xem mà nó giống nhau dữ ha. Quá cổ luôn. Rồi nhét, nhét xuống luôn. Lấy thêm cái mì, cái đồ. Xíu nữa có cái mình giật các bạn. Ôi ôi, ô con này xoay cái bánh như vậy, xoay bánh cái là 18 4 30 các bạn, bánh này cũng
chuẩn ha. Chè này chạy chắc 20 năm quá. À, xì luôn. Đây, móc khô ráo các bạn. Móc khô ráo MTZ80. Đó các bạn thấy không? Cục cành mấy cây cho thanh ninh. Tuy nó cổ nhưng mà vẫn còn kiếm tiền sướng luôn các bạn. Còn cảnh mấy cây bánh trước nó xài như ta 11 220 các bạn ơi, bánh trước 11 220 ha. Cục mồi bánh mồi đồ nữa hay gì nè. Nâng cái mọt lên, nâng cái mọt lên các bạn. Nâng mọt lên cho có thế mồi nữa nè. Ờ, cái bánh sao bị luôn đó các bạn thấy không. Giờ bỏ cái mì cái đồ vô. Xuống cái bánh của cái mọt các bạn, như là cái bánh cái đó, thì mai ra nó mới lên được ha. Rồi rồi má ơi, cái trận này trận các bạn dữ quá. Chút xíu có màng lôi lên ha, có màng lôi lên. Rồi nhấc xuống các bạn ơi. Rồi chập cửa ra luôn. Má dữ vậy ta. Rồi nâng lên nâng độ. Ây da. Má không vậy, vậy mà cũng căng quá ha. Lên không được luôn các bạn. Nâng lên nâng độ, nhấc cây số nào. Đó, các bạn thấy không, khung cảnh cây số Tây Ninh ha. Mắc lại lau dịch chuyến này cũng căng lắm các bạn. Rồi để coi có cảnh giải cứu gì thêm nhé, ghi hình cho các bạn mình xem ha. Ok, bye bye.